Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Judea trong thời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông hỏi: Vua của người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, Herode bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua đều bối rối. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu với nhà vua: tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của xứ Giuđa? Vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn dắt Israel, dân tộc của ta. Bây giờ vua Herode ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã chút xuất hiện. Rồi vua phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi gặp thấy rồi hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm nữa cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lại người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến lên người các lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời báo đừng trở lại với vua Herode, họ đã qua con đường khác trở về xứ sở của mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Kính thưa quý cha, kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng lễ quen gọi là lễ ba vua. Ba ông này không phải là vua, nhưng trong này nói ba nhà đạo sĩ, hay ba nhà thông thái, hay ba chiêm tinh gia. Tại vì người thích ngắm các ngôi sao, các tinh tú, gọi là chiêm tinh. Họ tìm đến từ phương đông đất xa đến để thờ lại vua của dân Do Thái, trong khi những người địa phương thì không biết, và khi muốn biết rồi thì tìm cách giết. Nó là một cái gọi là nghịch lý trong cuộc đời. Ba nhà đạo sĩ đều là những người không đồng đạo với Do Thái giáo. Tôi xin mở ngoặc và dừng lại một chút. Trên tờ báo Việt ngữ 2 tuần trước có đăng một câu nói: tại sao những người trong đạo Công giáo lại gọi chúng tôi là những người không có đạo? Chúng tôi có đạo. Cho nên tôi cũng rất là mừng, tôi duyệt lại. Bao nhiêu lần tôi đi đâu đó, có bao giờ tôi dám nói: kính thưa quý ông bà không có đạo hay ngoại đạo? Tôi sợ lắm. Tôi chỉ dùng quý đồng hương nhưng không cùng tôn giáo với chúng tôi. Họ vẫn có tôn giáo. Cho nên mình cũng tránh đừng dùng chữ chúng tôi có đạo, có nghĩa là họ vô đạo. Tránh. Đó là một điểm tế nhị thực tế. Cũng giống như từ cái sắc lệnh phân sáp của nhà Nguyễn mà chia dân tộc Việt Nam thành 2 khối. Một bên là lương dân, một bên là dữ dân. Lương là tốt lành, lương thiện, con dân của vua. Còn bên kia, dữ là một loài cỏ mọc hoang, khó diệt. Như vậy nếu mình nói đồng bào lương dân thì mình tự nhận mình là bất lương à? Tôi cũng hít
ít có dùng chữ bên lương, mà tôi nói người không cùng tôn giáo, đồng bào đồng hương không đồng đạo. Mình cũng không bảo họ lương danh để chi, để mình nhận mình là dữ danh, là một loại cỏ dại. Cẩn thận trong ngôn ngữ, đó là cách mình khuyên nhau thôi, để đừng mất lòng đến khi người ta quá tự ái phải đăng lên báo Việt ngữ. Tôi biết có nhiều người đọc, tôi thấy có 2-3 người nhìn qua nhau để công nhận là ông này cũng có đọc báo. Ba người không cùng tôn giáo Do Thái giáo tìm tới đất Do Thái nhờ một ánh sao, đến được Jerusalem. Nhưng thưa quý vị nên nhớ một điều, tôi đọc đi đọc lại, mấy ông ấy nhìn thấy ngôi sao rồi, ngôi sao không dẫn đường. Bởi vì tất cả những tinh tú ở xa, vì nó ở xa nên mình đi đâu mình cũng thấy nó đi theo mình, chứ đâu phải mình đi theo nó. Bây giờ cái mặt trăng nó mọc đó, tôi đi qua đây thấy nó chạy qua, tôi đi về nó chạy về, nó theo tôi. Là vì nó ở cái vô cùng tận ở xa, đi đến đâu tôi cũng nhìn thấy nó. Mà rõ ràng trong phúc âm hôm nay, các ông ấy đi rồi đâu có thấy gì nữa. Hôm nay sau khi gặp vua Herode rồi, lên đường đi Bethlehem mới nhìn thấy lại. Trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta cũng vậy. Có những lúc chúng ta nhìn thấy có lý tưởng, rồi nhiều lúc không thấy. Cả mẹ Teresa mà phong trào cuộc CEO kính nhớ trong cái bài chia sẻ nhân chứng tin mừng của ba ngày đại hội, có lúc mẹ đã tự hỏi tất cả những điều tôi làm rồi, tôi tự hỏi does God exist, Chúa có thật không? Tôi nghiệp bà viết trong hồi ký những băn khoăn của bà không thấy ánh sao đâu. Nhưng dầu sao bà vẫn đi, giống như ba ông này. Vậy cuộc đời chúng ta đừng nản lòng, đừng bao giờ nói không thấy gì. Chính Chúa Giêsu là ngôi sao dẫn đường, một con đường mới, một con đường chói ngời ngọn lửa đức tin, đức cậy, đức mến. Đừng đi theo ngôi sao nào khác. Có rất nhiều người sở dĩ mất niềm tin là vì quá đặt niềm tin vào một vị chủ trăng nào đó, rồi mới khám phá ra ông vẫn là người phàm, ngứa vẫn gãi, trung tiện vẫn đi. Rồi cái mình thấy phàm tục hóa, rồi nhất là có thể có gương mù, gương xấu, cái mình nản, mình bỏ Chúa, lại Chúa. Đâu phải vì cái bảng dẫn đường stop sign nó sập rồi mình không lái xe nữa. Mấy cái bảng dẫn đường chưa phải là cái lộ trình chính và cái nơi để mình đến. Ngày hôm nay có rất nhiều người đi tìm những dấu chỉ đường. Nhiều người muốn biết để đi theo Chúa, nhưng họ không biết đường đi, cũng như ba nhà đạo sĩ vậy. Cái niềm vui của ba đạo sĩ là nó có nhiều tranh cãi lắm quý vị ơi. Một em thiếu nhi huynh trưởng ở đây nó dạy cái bài này, mà khốn tội nghiệp cho các em là nó phải dạy bằng tiếng Việt, tại vì mình bắt nó vậy. Mà tiếng Anh của nó bơi như cá trong nước, còn tiếng Việt nó rặn như táo bón vậy. Thế là có một em dạy các em ngành ấu, các em có biết ba món quà của ba vua không? Nói rất chỉnh. Mấy nhỏ nói vàng, 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 gold. Rồi hai cái kia nó đâu có biết, nhiều người còn không biết là cái quái gì nữa. Nó bí thì anh huynh trưởng mới nhớ được, có mộc dược. Nó hỏi mộc dược là cái gì? Đừng hỏi tao. Rồi cái thứ ba em nào biết? Không biết. Anh huynh trưởng cũng bối rối, hình như là nhũ hoa. Cái nhũ hương nó làm gì có cái nhũ hoa. Đó là một bà phụ huynh ngồi gần đó nói với bà kia, Chúa còn bé, Chúa cũng cần nhũ hoa đấy. Tất
ta có nhiều người cần dịch lại, thế rồi có rất nhiều người tiếng Hán dở đó gọi là Hán hẹp, thì là nó không hiểu được. Tìm đâu cho ra ngôi sao dẫn đường? Ngày nay Chúa không cho những ngôi sao dẫn đường, nhưng Chúa muốn dùng mỗi người chúng ta để làm một cái ngôi sao, một cái dấu chỉ cho người khác đi theo. Chúa muốn nhìn một người gia trưởng trong nhà như là một cái ngọn hải đăng để cho con cái đi theo. Chúa muốn nhìn một người mẹ giống như một ánh sao hôm để mấy đứa nhỏ nó an tâm, nó biết đó là hướng nào. Người giáo dân cũng cần những dấu chỉ của những tà áo, của những tu sĩ, để thấy đời vẫn còn những con người thấy cái viễn tượng thế mạc nơi không cần đến dựng vợ gả chồng. Tôi thích hình ảnh mà tầm thường Linh Mục Trọng Tước kể trong chuyến ông đi Hồng Kông. Ông nói ở Hồng Kông ông bối rối, không biết đường đi, tới nhà dòng tên không biết chỗ nào. Mừng quá thấy giữa đám đông người một cái áo dòng nữ tu. Ông nói đó, thấy chưa? Ít nhất nếu bà đã mặc áo thường mình đâu dám hỏi, nhưng mà đến hỏi sơ có biết đường về nhà dòng không? Trời mừng quá, bà cười và nói tiếng Anh thật lưu loát, em đang đi về hướng đó. Yên tâm, cần những dấu chỉ. Cho nên đôi lúc cũng thấy sơ Nga, sơ Châu mặc áo dòng, em cũng thấy cảm động. Nhưng không cảm động bằng cái sơ Phương Dung hôm qua nó mặc cái áo đa minh. Trời ơi, nó đẹp sexy vô cùng. Thưa quý vị, ngôi sao phải là ánh sáng, có ánh sáng mới là ngôi sao. Cái dấu chỉ đi đường là phải giơ lên cao cho người ta nhìn. Ngôi sao, tự bản thân nó là ngôi sao khi tự bản thân nó chiếu sáng. Còn nếu không, nó chỉ là một vệ tinh. Người Kitô hữu, người cha, người mẹ, người linh mục, tu sĩ, tự bản thân có chiếu ánh sáng không? Hay là tắt mẹ nó lâu rồi? Đó là câu hỏi mình phải tự hỏi trong gia đình mình. Tôi có là dấu chỉ đi đường không? Tôi có là ánh sáng dù nhỏ nhỏ trong gia đình thôi? Ánh sáng gì? Tôi thích ý tưởng của Ngô Quang Kiệt. Ngài nói có ba thứ ánh sáng. Ánh sáng của niềm hy vọng, hy vọng rằng tất cả mọi người đều được Chúa thương và cứu độ, và đó là cái cửa mở vào đời sống thiêng liêng. Đời sống thiêng liêng chỉ bắt đầu khi nào chúng ta nhắm chắc, tức là hy vọng chắc chắn rằng dù chúng ta tội lỗi bất xứng đến mấy, Chúa vẫn thương. Lúc đó mới thật sự bắt đầu đời sống thiêng liêng. Còn nếu không, chỉ là những nghi thức, những thờ ngẫu tượng. Ánh sáng gì? Ánh sáng thứ nhì là ánh sáng tin yêu. Tin yêu Thiên Chúa và yêu thương con người để xây dựng một cuộc sống chan hòa tình người. Tôi nói vậy không phải để là quý vị khuyên con cháu khờ khờ đi ra đường để chúng nó gạt. Chúa nói trong phúc âm Ma-thêu 10:15, các con, tôi nghe một nhóm nào đó ngồi bàn, các con hôm bữa hôm tối xuyên tạc đấy, Chúa bảo tụi bay phải tinh khôn như rắn đi, bò vào nhà cắn người ta chơi. Con rắn đâu có bò vào nhà cắn để giải trí. Con rắn rất tinh khôn. Nhưng nhóm đó lại bỏ qua cái chữ Chúa bảo phải hiền lành và đơn sơ như chim bồ câu. Chúa rất thực tế. Chúa đâu có bảo các con hãy hiền lành và đơn sơ, ra đường để người ta gạt, rồi về nhà tức tối là cắn đắng nhau. Chúa bảo phải tinh khôn như rắn, nhưng hiền lành và đơn sơ. Cho nên người Úc nó nói, hồi tôi mới học tiếng Anh ở Marrickville, mấy thầy dòng La Sang cũng có công dạy tôi lắm, bắt tôi học thuộc lòng thôi đó. Ông ngày đầu ông ấy viết ra love on, trust a few, and do wrong to none.
Ông đọc quá hay đi. Rồi ông bảo tôi dịch. Rồi ông lấy miếng giấy lại, tôi nhìn thấy hai câu, hai chữ trên, chữ dưới tôi chưa biết. Tôi nói, love on, tức là I have to love everybody. Ông là good. Trust a few, don't trust many people. Ông nói good. Anh cái tôi nhớ cái gì, do wrong to none. Tôi nghĩ chữ none là N-U-N, là các bà sơ. Tôi mới nói vậy, cứ đi làm điều xấu cho các sơ. Do something wrong with the none. Mà ông thầy đó, ông chết rồi, ông ấy nhìn, ông nói, ê, nói bậy. None đây là N-O-N-E, là nobody. Đừng làm điều ác cho ai. Yêu thương hết mọi người, nhưng tin ít ít thôi. Và đừng làm điều ác cho ai. Đó là cái triết lý sống mà người Úc dạy con cái họ đó. Luôn luôn vậy. Chúa cũng nói, hãy hiền lành, đơn sơ như bồ câu, mà tình khôn như rắn. Điểm thứ ba là cái ngôi sao đó là một ngôi sao chiếu sáng sự công bình, bác ái, không bất công. Niềm hy vọng và tình yêu được minh chứng bằng cách thể hiện sự công bình. Công bình từ trong gia đình. Đừng có coi đứa con nào nó quyến luyến, nó yêu mến mình thì mình cưng hơn. Còn mấy đứa kia mình gọi là thánh giá, là nghiệp chướng, là oan gia, là quả báo. Tội nghiệp chúng nó. Lúc tôi ở Tân Định, trường La Sang, trong cái xóm hàng keo, ngay bên dưới là cái xóm mà nhỏ tôi cứ đánh nhau ở đó, nên tôi thuộc lòng ở đường đi trong cái xóm. Lúc tôi làm sư huynh về, cái ông nói nó hồi nhỏ thấy ông cũng quánh nhau chỗ đó dữ lắm. Nó chứ sao, phải quánh để sinh tồn. Tụi nó quánh con mới quánh lại. Mà thiệt, từ nhỏ lớn tôi chưa ngán thằng nào. Chọc là quánh. Tuần nào cũng ra cột cờ của các phre đứng. Và hai ba tuần ông bố tôi phải đến trình diện thầy bề trên, là bởi vì tôi nổi tiếng đánh nhau. Tôi không có đánh lộn, không có lộn thằng nào, thằng nào chọc tao quánh đó, không có lộn. Mà cứ kết án tôi đánh lộn, tôi cãi nó không có lộn, thứ nào nó chọc con mới quánh thằng đó. Thì ông đó ông mới đến nói vậy nè, thưa phe, nhà tôi có một cái thánh giá dễ cạo gió. Mà gì kỳ vậy? Đâu bữa nào để tôi ra cái ông chỉ cho tôi. Thì đứa nào là đứa con gái ổng, nó mới 17 tuổi. Nó rất là fashionable. Nó mặc cái áo mà nó đưa nguyên cái lưng nó ra vậy đó. Ông nói thánh giá dễ cạo gió. Tôi nói trời ơi, con ông nó dễ thương, nó đẹp vậy. Nó ở tuổi tím, là cái tuổi hơi ương chứng chứng. Ông phải thương nó chứ sao ông gọi nó là thánh giá. Mà thánh giá đâu cả phải là cái Chúa tạo ra. Đế quốc La Mã nó tạo ra, nó đóng Chúa vào đó. Ông không công bằng. Sao ông thương cái thằng con trai kia? Thì nó ngoan rồi tôi thương. Nếu Chúa xử với chúng ta như vậy thì sao? Không biết sau này ông có thay đổi trước khi ông chết không, nhưng ông vẫn gọi cái cô đó là thánh giá dễ cạo gió. Ba thứ ánh sáng đó góp lại thành một dấu chỉ đi đường. Thế giới đang cần, con cái đang cần, bạn bè đang cần, những anh chị em trong phong trào đang cần những cái ánh sao chỉ đường. Chúa đang mời chúng ta thành một thứ ngôi sao nào đó, không phải là minh tinh màn bạc đâu. Tôi thấy trong các linh mục đây, ngoài cha Chí, cha Nghiêm, rồi có ông cha Trần Công Vang cũng là minh tinh của Hollywood ấy. Nó thật á, không phải chơi đâu. Chính qua những nhân vật đó mà người khác biết đường đi đến với Chúa. Ở trong tù, cái bác Trần Quốc Bảo đã dạy tôi cái câu tiếng Hán đầu tiên, mà chỉ có chấm nước trong cái bát rồi vẽ dưới nền xi măng, đâu có giấy, đâu có viết. Câu đầu tiên tôi học nó hợp với bài chia sẻ hôm nay. Tiên giác, giác hậu giác.
Tôi viết thuộc lòng hay lắm, tôi chưa hỏi cái ý nghĩa. Ông nói thôi thầy dịch thử đi. Tôi nói tiên giác, nghĩa là trước tiên phải giác ngộ rồi giác hậu giác. Rồi tôi nói nhưng mà nhiều giác quá, giống giác hơi quá. Ông nói không, cái người đi trước giác ngộ thì mới giác ngộ được cho cái người đi sau. Chính mình đã mở mắt ra thấy cái gì đó cao quý, thiêng liêng thì mình mới mở mắt được cho người sau thấy cái đó cũng quý trọng và linh thiêng. Còn nếu không chỉ là lý thuyết. Đúng. Cho nên Chaitanya được Sạc Đe nói, có những người mà khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta ngỡ ngàng trở về và nói với lòng mình, hình như người đó đã gặp đấng vô hình. Và cũng có biết bao nhiêu người chúng ta gặp rồi, mình không có cái thắc mắc đó. Xin kính chúc quý cộng đoàn và quý anh chị em của Sijista, thánh lễ chung cả cộng đoàn lẫn phong trào, xin Chúa cho mỗi người ít nhất khi trở về với môi trường phúc âm hóa của mình, tức là gia đình mình trước, hãy trở thành một dấu chỉ gì đó. Còn các bà thì có món quà để dâng cho các em đó, là nhũ hoa đấy.